Chào mừng các em đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Trước khi học bài mới thì cũng kiểm tra bài cũ của các em. Em hãy quan sát lược đồ hình 43.1, lược đồ các đô thị ở châu Mỹ. Em hãy giải thích sự thưa thớt dân cư ở một số vùng của Nam Mỹ như đồng bằng Amazon, Nam Andes. Ở đồng bằng Amazon chủ yếu là rừng xích đạo, khí hậu nóng ẩm, đất đai và mỡ nhưng chưa được khai thác hợp lý. Phía Nam Andes là khí hậu khô hạn khắc nghiệt quanh năm. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay ở bài 44 và tiết 45 kinh tế chung của Nam Mỹ. Thì các em biết trong nông nghiệp chung Nam Mỹ đã tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng, thể hiện qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại điền trang Latifundia và tiểu điền trang Minifundia. Một số quốc gia chung quanh Nam Mỹ đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất nhưng kết quả thu được còn rất hạn chế. Em ghi phần một nhỏ là về nông nghiệp. A. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp. Dựa vào nội dung sách giáo khoa, cho biết khu vực chung quanh Nam Mỹ có những hình thức sở hữu nào trong nông nghiệp. Có hai hình thức sở hữu phổ biến, đó là đại điền trang và tiểu điền trang. Em quan sát hình 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 về các hình ảnh của đại điền trang, tiểu điền trang ở chung Nam Mỹ. Và các em hình thức cho biết là hình thức nào là đại diện cho hình thức đại điền trang và hình thức nào là tiểu điền trang. Hình 44.1, 44.2 là của tiểu điền trang và hình 44.3 là đại điền trang. Nhìn thảo luận nhóm, thời gian 3 phút là các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa kết hợp hình 44.1, 44.2, 44.3. Hãy trả lời câu hỏi rồi điền nội dung vào bảng sau. Em vẽ cái bảng này vô. Về nội dung câu hỏi thảo luận như sau. Ở các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 thì dựa vào nội dung của một A phần 1 sách giáo khoa hình 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 sách giáo khoa là trình bày được các đặc điểm của đại điền trang, hình thức nào đại diện cho đại điền trang. Ở nhóm 2 là dựa vào nội dung một A phần 1 sách giáo khoa hình 44.1, 44.2, 44.3 trình bày đặc điểm của tiểu điền trang và hình thức nào đại diện cho tiểu điền trang. Nhóm 3, nhóm 4 tương tự. Thời gian 3 phút thảo luận. Kết quả thảo luận của các nhóm như sau. Thứ nhất, về đại điền trang thì về quyền sở hữu, đó là thuộc đại điền chủ, chiếm khoảng 5% dân số nhưng 60% diện tích đất đai đồng cỏ. Về quy mô diện tích là hàng nghìn hecta. Hình thức canh tác là hiện đại, cơ giới quá nhiều khâu sản xuất. Về nông sản chủ yếu là cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn. Mục đích sản xuất là để xuất khẩu. Còn tiểu điền trang thuộc quyền sở hữu các hộ nông dân, chiếm phần lớn dân cư. Quy mô diện tích là dưới 5 hecta. Hình thức canh tác là cổ truyền, dụng cụ thô sơ, năng suất thấp. Nông sản chủ yếu là cây lương thực và mục đích sản xuất là tự cung và tự cấp. Ngoài hai hình thức phổ biến trên, còn hình thức sở hữu nào khác trong nông nghiệp của chung Nam Mỹ không? Thì còn có nhiều công ty tư bản nước ngoài sở hữu nhiều đồng điền rộng lớn. Em có nhận xét gì hình thức sở hữu ruộng đất ở chung Nam Mỹ? Chế độ sở hữu ruộng đất của chung Nam Mỹ còn bất hợp lý giữa đại điền trang và tiểu điền trang. Và để hạn chế sự bất hợp lý đó, các nước chung Nam Mỹ đã thực hiện chính sách gì và kết quả đạt được ra sao? Để giảm bớt sự bất hợp lý trong sở hữu ruộng đất, một số quốc gia chung Nam Mỹ đã ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai quật đất mới hoặc mua lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công ty nước ngoài để chia nông dân. Tuy nhiên, do vấp phải sự chống đối của các đại điền chủ và công ty nước ngoài, việc chia lại ruộng đất cho nông dân gặp khó khăn. Riêng nhà nước xã hội Cuba đã tiến hành thành công cuộc cải cách ruộng đất.
Em quan sát một số hình ảnh của chủ tịch Fidel Castro thì cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của Cuba giành thắng lợi ngày 1 tháng 9 năm 1959 dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Fidel Castro đã giành được những thắng lợi nhất định. Mấy em thấy xem đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch Fidel Castro. Như vậy, về nông nghiệp thì có chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý. Nhiều nước đã tiến hành lại ruộng đất, nhưng thành công ít, chỉ trừ Cuba. Thì chúng ta sang phần thứ hai là B, về các ngành nông nghiệp. Thứ nhất là phần trồng trọt. Mấy em quan sát lược đồ hình 44.4, lược đồ nông nghiệp chung của Nam Mỹ. Thì cho biết khu vực chung của Nam Mỹ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố đâu. Các loại cây trồng chủ yếu như lúa mì, cà phê, dừa, lạc, đậu tương, nho, bông, chuối, mía, ngô, cam và chanh. Các em dựa vào hình 44.4 cho biết là các quốc gia ở eo đất Trung Mỹ phát triển chủ yếu cây trồng nào. Ở eo đất Trung Mỹ chủ yếu trồng mía, cà phê, bông và nhất là cây chuối. Các em quan sát một số hình ảnh về cây cà phê, hạt cà phê và cây chuối. Các nước trên quần đảo Antilles phát triển những cây trồng nào? Ở quần đảo Antilles trồng chủ yếu cà phê, cacao, thuốc lá và nhất là cây mía. Em xem đây một số hình ảnh cây mía, cây thuốc lá ở quần đảo Antilles. Các nước Nam Mỹ trồng những loại cây gì? Các nước Nam Mỹ trồng chủ yếu là bông, chuối, cacao, lúa mì, cây ăn quả và nhất là cà phê. Em quan sát hình ảnh cây cacao, cánh đồng lúa mì ở Brazil, nho ở Chile, cánh đồng bông ở Argentina, cây cà phê, chè, Brazil. Em có nhận xét gì về cơ cấu cây trồng của các nước trong khu vực chung của Nam Mỹ? Vì sao lại mang tính chất độc canh và phiến diện? Là do mang tính chất độc canh và phiến diện là lệ thuộc vào nước ngoài. Về ngành chăn nuôi và đánh cá ở Trung Nam Mỹ như thế nào? Mấy em chú ý ở hình 44.1 là có cho biết các loại gia súc được nuôi trồng chủ yếu ở đây là gì? Thì chúng chủ yếu được nuôi đâu vì sao? Các vật nuôi chủ yếu như là bò thịt, bò sữa phát triển mạnh ở Brazil, Argentina, chỉ ở đây có những cánh đồng lớn và chăn nuôi lạc đà cừu ở Trung Anh Đét vì có nguồn thực phẩm tại chỗ. Nên quan sát đây là hình ảnh lạc đà Lama nuôi cừu ở Trung Anh Đét. Nghe đánh cá phát triển ở những quốc gia nào vì sao? Nghề cá phát triển chủ yếu ở Peru vì có sản lượng cá biển thuộc là bậc nhất thế giới. Chú ý một số hình ảnh như này, cá cơm ở Peru. Bài học đến đây là hết. Và các em về nhà trả lời câu hỏi bài tập 1, 2 sách giáo khoa. Tìm hiểu trước bài 45 kinh tế chung của Nam Mỹ và tiếp theo.